Anh chị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại, để sở hữu những tài sản có giá trị lớn như nhà, xe, bất động sản, thường chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng, đó là mua trả góp. Bạn đã, đang và sẽ mua trả góp tài sản nào? Mỗi tháng bạn góp 10 triệu, 20 triệu hay nhiều hơn? Và nếu như không thể trả góp trong tháng này thì bạn sẽ ra sao? Nếu ai đã từng trễ hạn trả góp ngân hàng vài ngày thì chắc chắn không ít lần đối diện tình trạng bị nhắc nợ và cả phạt lãi vô cùng cao, thậm chí vướng vào nợ xấu. Mà bạn có biết nợ xấu là gì không? Một khi vướng vào nợ xấu thì bạn sẽ mất hoàn toàn cơ hội gia tăng tài sản trong tương lai. Tôi có một vài người bạn đã gặp tình huống này và ít nhiều tôi cũng hiểu được cảm giác đó. Chưa kể đến những tình huống rủi ro dẫn đến không còn khả năng trả góp thì tài sản thế chấp sẽ bị ngân hàng phạt mãi. Vậy giải pháp của bạn trong tình huống này là gì? Bạn có đành lòng nhìn thấy điều đó xảy ra không? Bởi tài sản là do mồ hôi nước mắt tạo nên, phải là cha truyền con nối, nhất quyết không để rơi vào tay ngân hàng. Hãy liên hệ ngay với tôi để được trang bị giải pháp tối ưu nhất để những tài sản của chúng ta không bị thất thoát. Tôi, Nguyễn Văn Nhung, thiết thực, tử tế,